đến với công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như những cái video trước thì quý vị cũng có nghe tôi giới thiệu về là một nhà máy cung cấp về nguyên liệu gỗ hợp pháp lớn nhất tại Việt Nam. Hôm nay thì để Thượng Nguyên thực hiện một cái video cái, live stream Facebook cho và nhóm, cũng là thực hiện cái cam kết đối với quý vị là trước đây chúng tôi có nói là sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến để chia sẻ những cái thông tin cho cái chợ đồ gỗ nguyên liệu hợp pháp tại Long Bình. Đó là một nhà máy Tavico Long Bình. Thì hôm nay thì chúng tôi đang đứng trước cái ngõ vào. Thì mời quý vị theo tôi, chúng tôi sẽ đi thăm nhà máy và cũng như là sẽ gặp một tổng giám đốc của công ty Tavico. Mời quý vị. Chào anh Hà. Chào em. Nay rất là vui khi Thượng Nguyên tới thăm Tavico. Chào anh. Giới thiệu với quý vị, đây là anh Hà, tổng giám đốc của Tavico. Một cái chúng tôi đang đứng trên một cái cổng của Tavico rất là khang trang. Ở phía sau của chúng tôi thì có một cái slogan của Tavico là tinh hoa thế giới gỗ Tây. Thì như quý vị cũng đã biết, đây anh Hà có thể chia sẻ một vài thông tin về Tavico cho quý vị biết được không ạ? Chào Trinh. Cũng chia sẻ nhân dịp em sang đây thì em cũng chia sẻ chút. Tavico thì chắc em cũng biết rồi. Đã có mặt trên thị trường là cái nhà cung cấp gỗ đã gần 15 năm nay. Gần 15 năm nha quý vị. Thì hôm nay thì chúng ta đứng ở đây là cái chỗ mới. Bên Tavico Long Bình thì ở đây thì mới được khai trương tháng 1 năm nay thôi. Năm 2019 nha quý vị. Đây là một cái nơi chỗ thứ hai của công ty Tavico và Tavico cũng có một cái nơi là ở bên Hồ Nai. Bên Hồ Nai và bên đấy thì hiện nay đã trở thành một cái trung tâm phân phối đồ gỗ. Tavico chuyển về đây là trở thành một trung tâm phân phối gỗ hợp pháp nguyên liệu từ tháng 1 năm vừa rồi. Rồi anh có thể giới thiệu sơ qua để cho quý vị biết về cái nhà máy của mình cũng như là cái trung tâm mà mình phân phối, chẳng hạn như anh nhập những cái nguyên liệu nó ở đâu về không ạ? Chúng tôi chuyển về đây là để làm sao mà đáp ứng được cái đúng với cái công việc mình làm ấy, là tạo ra cái nguồn nguyên liệu ổn định và hiệu quả, cũng như cái nguồn nguyên liệu phải cam kết hợp pháp cho các cái nhà máy chế biến gỗ. Đấy thì về đây thì nó rộng tới 40 hecta. Diện tích ở đây 40 hecta là 400.000 mét vuông anh hả? Vâng. 400.000 mét vuông. Thì tại đây ở đây thì chúng tôi có khả năng phân phối ra thị trường được khoảng 200 mét khối gỗ trong một năm. 200 mét khối gỗ trong một năm nha quý vị. Và gỗ thì hầu như là gỗ đều được nhập từ các nước tiên tiến như là Mỹ, châu Âu, Canada, New Zealand và Nhật. Đấy thì các cái nguồn gỗ chúng tôi nhập là gỗ tròn cũng có và gỗ sẻ cũng có. Đấy và để cho giúp cho khách hàng thuận lợi trong cái chuyện mua bán thì chúng tôi có chia ra thành nhiều cái khu. Đấy thì cũng giới thiệu cái chương với lại mọi người luôn là nhân dịp đấy thì từng cái khu vực một. Đấy thì xin mời. Mời quý vị theo chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tới thì trời buổi sáng rất là nắng và lúc nãy chúng tôi tới thì trời cũng rất nắng, nhưng mà bắt đầu chúng tôi thực hiện chương trình thì trời lại mưa. Vậy thì anh Hà có thể cho quý vị cùng với lại Thượng Nguyên là để mà tham quan. Chắc là chúng ta sẽ đi từ đây. Chúng ta sẽ đi từ đây nha các bạn. Mời quý vị theo chúng tôi. Chắc giới thiệu với Trinh nhá. Yeah. Mình bước qua cái vòng gỗ đây. Cái vòng gỗ này á là được làm từ cái gỗ thông vàng. Đây nó như đây, bên tay phải của chúng tôi thì quý vị thấy đó.
đấy. À, bên tay phải của chúng tôi là hiện nay là một loại gỗ là gỗ thông vàng, à, quý vị xem. Đấy thì cái này nó như một cái biểu tượng đấy, thì khi mà làm để cho khách hàng đến đấy. Yeah. Và cái gỗ này đã được xử lý qua với một cái đơn vị của New Zealand đấy. Để nó trải nghiệm cái chuyện mà ngoài để ngoài trời nó như thế nào. À, đây là bên Tavico đã được xử lý của New Zealand để trải nghiệm về cái hàng này để làm ngoài trời như thế nào. Và bên tay phải đây là cái nhà gỗ mà được nhập từ Canada, làm từ cái gỗ tuyết tùng. Dạ. Yeah. Bên tay phải của tôi thì quý vị cũng đã thấy là những cái ngôi nhà này thì được Tavico nhập khẩu từ Canada về, và hiện nay Tavico là phân phối anh hả? Phân phối những cái nhà gỗ như là một số cái resort, người ta chỉ cần bỏ, người ta phải xây từng nhà bằng cặt bê tông, nhưng mà bây giờ ta có thể thay đổi là làm bằng gỗ. Và đây là cái nhà gỗ mà theo kiểu Việt Nam mà được làm từ gỗ sồi đỏ của Mỹ. À, đây là một cái loại gỗ của Mỹ nhưng mà được thiết kế theo cái kiểu Việt Nam. Yeah. Còn đây là những cái gỗ Nhật và làm theo cái dạng nhà của Nhật. À, đây là làm theo cái kiểu nhà của Nhật như quý vị đã biết. Rồi bên trái của chúng tôi. Bây giờ xin mời bên. À, quý vị xem bên trái của chúng tôi thì đây là một cái bãi gỗ. À, bên trái của chúng tôi. Đây là một cái bãi gỗ. À, anh có cho quý vị biết là cái sản lượng đây, của mình? À, hàng năm chúng tôi nhập về khoảng 200.000 khối gỗ tròn. Ví dụ như đây là một cái lô gỗ. Mà cái lô gỗ này là gỗ tần bì. Dạ, ví dụ vậy. Gỗ tần bì. Thì ở đây chúng tôi có packing list. À, có cái có số lóng, có nguồn gốc. Dạ. Và có số khối gỗ, có đơn giá, và khách hàng đến đây có thể xem từng cái lô hàng như thế này và có thể dễ dàng là kiểm tra và mua. Yeah. Những cái lô gỗ như này, và cứ mỗi một cái lô như thế này là chúng tôi để thì có từng cái list gốc, và sau đấy khách hàng hoàn toàn có thể đến và chọn mua theo cái ý của mình. Yeah. Thì cái này là mình được nhập khẩu từ đâu hả anh hả? Cái này gỗ nhập từ châu Âu và Mỹ. À, châu Âu và Mỹ. À, nhưng mà ví dụ khách hàng người ta tới mà người ta không có sẻ, không có sấy thì không biết mình có làm cái dịch vụ đó luôn không anh? Vâng, thì khi mà gỗ khách hàng mua gỗ tròn xong. Yeah. Thì cái một số khách là họ muốn mua gỗ tròn để họ tính toán, để họ xẻ theo ý của mình. Yeah. Thì bên trong này á hoàn toàn là bên tay phải của chúng tôi. Yeah. Vâng, là đây là cái khu xẻ sấy. Yeah, và mời quý vị theo chúng tôi. Mọi người tới vào cái khu xẻ sấy. Yeah. Thì khi mà khách hàng mua gỗ tròn xong thì nếu mà con muốn xẻ sấy theo ý của mình á thì chúng tôi sẽ nhận cái dịch vụ xẻ sấy gia công. À, quý vị lưu ý là bên Tavico cũng có một cái dịch vụ là sau khi quý vị mua gỗ tròn tại Tavico thì quý vị muốn xẻ sấy theo quy cách chủng loại như thế nào thì Tavico có đủ điều kiện để làm phục vụ cái vấn đề đó. Đây là cái nhà máy xẻ sấy của Tavico. Đây có thể giới thiệu cho em một chút xíu về đây là một khách hàng họ sơn cái đầu này. Yeah. Và có thể mình xẻ cho họ theo cái ý của họ được. Yeah. Mời quý vị theo chúng tôi. Đây là cái đầu sơn màu xanh chẳng hạn, thì là khách hàng họ đánh dấu hả anh? Vâng, họ có đánh dấu và sau này cái tên đó rồi. Tại vì phải cam kết, chúng tôi cam kết là cái gỗ của họ ấy là chính xác đến từng thanh. Sau này xẻ sấy xong á là trả về cho họ là chính xác từng thanh một. Có nghĩa là họ muốn 5 thanh thì mình sẽ làm ra được 5 thanh cho họ. Không, họ mua gỗ tròn. Sau đó mình xẻ mình lên kia như thế kia. Xong rồi mời quý vị theo chúng tôi. Ví dụ cái xẻ, họ xẻ theo cái quy cách của họ ở đây. À. Và xẻ xong á thì chúng tôi lên các cái chuyện gỗ này và ghi tên. Yeah. Ghi tên của từng khách hàng một, và khi sấy xong á
thì trả lại cho khách hàng mà không thiếu một thanh nào cả. Thì đấy, và đấy là cái slogan cho cái chuyển dịch vụ này là chính xác đến từng thanh. À, chúng ta có thể vào trong xem. Vâng. Mời quý vị theo chúng tôi. À, chúng tôi đang ở nhà máy đã xẻ. Cái này có sấy chưa anh hả? Có sấy ở bên kia. À, ở phía sau là sấy, lò sấy của Tavico. Mỗi một cái ví dụ như cho khách hàng ấy, thì khi chúng tôi xẻ ra một cái kiện gỗ như thế này thì có cái mã quy cách. Yeah. Để làm rõ ra là của khách hàng nào, quy cách gì, số lượng, số thanh bao nhiêu. Và chất lượng, độ dày và cái khối số lóng, rồi tất cả quy cách và tất cả là cái rồi ngày nào xử lý. Vâng. Rõ luôn. Wow. Rất là chuyên nghiệp. Như quý vị đã thấy là chúng tôi đang đứng theo một cái diện tích của bên khu vực sấy của ta là bao nhiêu anh Hà nhỉ? Riêng cái khu sấy xẻ sấy này là đã 10 hecta rồi. Một cái khu vực xẻ sấy không là đã 10 hecta rồi. Chúng xin giới thiệu với quý vị là chúng tôi có 4 cái xưởng. Mỗi một cái xưởng như thế này là một ngày có thể xẻ ra được khoảng 100 khối gỗ tròn. Yeah. Như vậy là mỗi ngày chúng tôi có thể xẻ ra được 400 khối gỗ tròn trong một ngày. Yeah. Và một tháng là chúng tôi làm khoảng 10.000 khối gỗ. Yeah. Và chúng tôi có cái năng lực sấy cũng tương ứng với số xẻ như vậy. Yeah. Là xẻ và sấy ra khoảng được 10.000 khối gỗ tròn trong một tháng. Wow. Một cái sản lượng rất là lớn quý vị ha. Dạ. Yeah. Cho nên tại sao chúng tôi nói là một mà nhà máy và một cái kêu là trung tâm cung cấp gỗ hợp pháp là một lớn nhất tại Việt Nam là như thế này. Cho nên mời quý vị xem. Ta có rất là nhiều quy cách anh hả? Dài, vâng. Ngắn. Đây là tất cả cái quy cách là theo cái yêu cầu mà khách hàng họ sẽ tính toán làm sao mà cuối cùng họ đưa về. Yeah. Để họ tối đa hóa cái tỷ lệ thu hồi gỗ để mà sử dụng cho các sản phẩm của mình. Yeah. Khi quý vị mua gỗ tròn tại Tavico tôi nhắc lại là có dịch vụ xẻ và lúc nãy là chính xác từng thanh hả anh? Xẻ và sấy và chính xác đến, và cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là số lượng ấy, dạ, đảm bảo lượng cho khách hàng là chính xác đến từng thanh. Đấy là câu slogan mà chúng tôi dành để cam kết với khách hàng. Vậy thì chúng ta đi theo hướng này nha. Vâng. Chắc là xin mời coi cái khu sấy của chúng tôi. Dạ. Mời quý vị xem cái khu vực sấy. Đi qua bên đây thì rất gỗ rất là thơm. Đây là cái gỗ thơm là cái gỗ Hinoki của Nhật. Yeah. Và cái gỗ này đang được cắt các cái quy cách để dùng để làm các cái nhà gỗ. Và hiện nay Tavico đang hợp tác với Nhật, đang làm ra những cái nhà gỗ theo gỗ Nhật, kỹ thuật Nhật và một cái style nhà kiểu Nhật tại Việt Nam. Đây là một loại gỗ Hinoki. Khi mà đến đây thì quý vị phát ra một cái mùi thơm rất là dễ chịu trong một cái không gian như thế này. Cho nên là chúng ta tí xíu nữa là anh Hà sẽ dẫn chúng ta đi qua một cái nhà máy là làm nhà gỗ. Mời quý vị xem cái hệ thống sấy của bên Tavico. Dạ, một lò như thế này thì chứa được bao nhiêu Nếu mà gỗ dày thì chúng tôi chứa được khoảng 80 khối. Còn gỗ mỏng khối thì chứa được khoảng 55 khối. Ví dụ như cái loại như này là cái này là dày 25 thì 25. Chúng tôi khoảng được khoảng 65 đến 70 khối. Dày 25. Đấy thì một cái lò và chúng tôi hiện nay á là có tổng cộng là như vậy, mỗi một khu xưởng này là 12 lò. Và nhân với lại bốn xưởng lên đấy là 48 lò. Dạ, 48 lò một cái nhà sấy, một cái khu vực sấy là 48 lò, là một cái nhà xưởng như thế này là có
12 lò sấy. Dạ, 12 lò sấy. Đây ví dụ đây là một cái khu nhà xưởng và trên kia là một khu. Dạ. Còn dưới này còn có cái xưởng dây số 1, số 2, có xưởng số 3 và số 4 ở dưới nữa. Sau đây anh Hà sẽ mời chúng ta qua khu vực. Bây giờ chúng ta đi tiếp xuống cái xẻ 3, xẻ 4. Yeah. Và cái xẻ 4 là cái các cái nhà máy xẻ kỹ thuật của Nhật đấy. Yeah. Và sau đó thì chúng ta đi xuống tiếp xuống cái khu sản xuất là ghép. Rồi là khu mà sản xuất để làm nhà gỗ. Yeah. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ đến tiếp cái khu mà phân phối nguyên liệu gỗ. Dạ, yeah. Mời quý vị theo chúng tôi. Nhật, anh Hà. Xuất xứ từ Nhật. Cái mùi thơm là, không? Mùi thơm, thơm. Rất là dễ chịu. Trời ơi, nếu ví dụ như ta mà làm bằng gỗ, gỗ đó có mắc không anh? Gỗ này không mắc lắm. Một bao cái nhiêu giá, một khối? Giá một khối gỗ này 550 đô. 550 đô, sẽ sấy hoàn toàn. Sấy dây, vâng. Dạ. Cái mình có đặt hàng trước hay như thế nào anh? Đúng rồi, thường thì có những khách hàng người ta mua rồi người ta đặt hàng trước, có những người họ cũng mua gỗ tròn xong rồi họ xẻ sấy theo ý. Còn có những người họ lại đặt gỗ xẻ theo ý của họ thì mình lại làm theo cho họ. Nhưng mà cái giá mà 550 đô của con gỗ Hinoki là đã xẻ sấy. Đã xẻ sấy thành gỗ xẻ rồi. Còn nếu ví dụ như mà chưa có xẻ sấy gỗ tròn là bao nhiêu? Gỗ tròn 265 đô một khối. Dạ, 265 đô. Nhưng mà khi mà ta cái đó thì ta, khi mà vào cái nội thất đó anh thì ta đâu cần sơn anh hả? Ta chỉ cần trà nhám thôi anh hả? Đúng rồi, vào nội thất chỉ cần trà nhám và có thể là đúng rồi bên trong á mình chỉ cần trà để giữ cho cái mùi nó thơm ấy. Thì mình chỉ giữ vậy thôi. Đấy. Mời quý vị theo chúng tôi để đi xem tham quan tiếp tục cái vâng. Tiếp tục tại vì có một số khách hàng họ cũng quan tâm là cái gỗ Hinoki á, sợ ví dụ như lên trà nhám thì hoặc là sơn á, thì họ sẽ mất mùi và hiện nay á anh đang có một cái anh này anh ấy muốn nói với anh sơn nhẹ ấy nhưng mà vẫn giữ được mùi. Có nghĩa là chắc có lẽ mình chỉ trà bóng anh hả? Mình chỉ có cho một cái phủ một cái lớp bóng. Chứ ngoài ra mình không có sơn màu. Như quý vị đã thấy là bãi gỗ khu vực A2, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4 là với diện tích 10 hectare. 10 hectare. 10 hectare là 100.000 mét vuông nha quý vị. Thì để phục vụ cho cái những cái nhà máy xuất khẩu gỗ. Wow. Như quý vị cũng đã thấy, chúng tôi đi xe điện mà chúng tôi rất là mất rất là nhiều thời gian mới đi tới một cái xưởng tinh chế. Đây là A1, A2, A3 và A4. A4 dưới này. Và cái xưởng xẻ 4 ấy là dưới khu C đấy. Bắt đầu là sang cái khu mà sản xuất nhà gỗ. Và thì cái xưởng xẻ 4 ấy là cái xưởng mà sử dụng các cái máy hiện đại á, cũng để xẻ ra cái cho cái gỗ mà để làm gỗ xây dựng ấy, làm nhà gỗ. Đây cái này bóc vỏ này. Đây là hệ thống bóc vỏ. Hệ thống bóc vỏ.
cái máy này là được bóc vỏ trước khi đưa vào cắt, thì bóc cho nó sạch cái lớp vỏ trước. Bạn có thể cho quý vị thấy là hệ thống máy, máy bóc vỏ. Bạn có thể đứng góc bên kia, bạn mới thấy được. Đứng góc bên kia. Trước khi ta muốn pha xẻ ra từng mảnh thì ta phải cho vào bóc vỏ gỗ. Đây rồi, đây. Nó có vướng không? Đây, hệ thống bóc vỏ gỗ. Đây, đang, đây đang lốt gỗ xuống. Đây. Cái máy này khá cao nha quý vị, khá cao. Nói bạn đưa gỗ vào. Ở dưới khu vực này cũng có lò sấy đó nha quý vị. Mày Trinh ơi, đi qua kia coi cái máy xẻ bên kia. Đây ra xẻ, đây là hệ thống bóc gỗ. Rồi sau đó ta sẽ qua xẻ. Khi mà xẻ đây, nói cái sắt thép này này, làm xong bỏ rời hết sang kia đi, đừng có để này. Đây là hệ thống được nhập từ Nhật về. Những cái hệ thống mà rất là tự động. Vì thế mà tại sao lúc nãy anh Hà có chia sẻ là một ngày cái sản lượng khi mà xẻ gỗ thì lên rất là nhiều. Cái sản lượng đáp ứng được mấy trăm khối gỗ. Đây là cái hệ thống xẻ gỗ tự động. Đây là một cái hệ thống xẻ của Nhật đấy. Cũng của Nhật luôn. Bạn có thể đi theo hướng bên kia để nhìn thấy được là khi mà cái lõi gỗ ra xẻ như thế nào. Khi mà vào đây thì chúng tôi có một cái mùi gỗ nó rất là thơm. Rồi ta đi tiếp tục ra phía trước là cũng là hệ thống máy của Nhật luôn. Qua máy lên đây. Hệ thống xẻ gỗ rất là hiện đại. Toàn là chỉ cần một công nhân thao tác thôi. Cho nên tại sao một ngày anh Hà ảnh
đã nêu trong cái lúc đầu là một ngày sản lượng ra rất là nhiều. Giới thiệu luôn là cũng sử dụng máy của Thượng Nguyên để đây có một anh Thượng Nguyên để mà xử lý. Đây là cái bìa gỗ nha quý vị. Khi cái bìa gỗ này nè ra thì thường á, đây cái bìa gỗ, cái anh đó anh đang cầm đó, thì cái bìa đó chúng ta thường á, chúng ta không có lấy, chạy đi em ơi, thì ta sẽ mới ra trước đi, ta sẽ bỏ đi. Nhưng mà riêng những cái bìa này á thì sẽ sử dụng cái này cũng Nói luôn với Trinh là máy này của Thượng Nguyên này, Tavico đang dùng để mà để móc để lấy cái phần gỗ bìa ấy và rất là hiệu quả. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng. Đây là một cái máy xẻ gỗ, gỗ bìa. Đặc biệt máy này cũng có thể xẻ gỗ, gỗ đã sấy rồi. Đây là những cái bìa gỗ, những cái lông gỗ nè. Những cái phần này nè nha quý vị. Những cái bìa, cứ tưởng rằng là cái này chúng ta sẽ bỏ, nhưng mà không, chúng tôi sẽ thiết kế cái này là bóc để lấy hết lại cái phần bìa. Anh nhưng mà sao loại này mình không có, mình không có bỏ vỏ giống như cái loại bên kia anh hả? Cái loại này thì để nguyên vỏ. Đúng rồi. Dạ. Đây, cái phần này làm cái máy này luôn. Bây giờ em. Cái máy ra rất là đạt. Bây giờ mình coi cái xưởng xẻ rồi nhá. Rồi. Bây giờ mời em đi sang mình coi cái xưởng ghép đi. Dạ vâng. Sau đó thì mình đi thân tiếp xuống phía dưới coi cái khu mà bắt đầu làm nhà gỗ ấy. Sau đó thì sang. Rồi. Vậy thì mình đi bộ anh hả? Dạ, ok. Mời quý vị theo chúng tôi. Lấy xe sẵn.
Rất là rộng, khu vực rộng lắm quý vị. Và đi hướng này anh ạ. Mình đi qua xưởng ghép trước thôi. Dạ, xưởng ghép. Mời quý vị theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi qua một cái xưởng ghép, ghép gỗ anh ạ. Ghép gỗ. Ghép đó là ghép theo yêu cầu hay là ghép theo như thế nào? Cái xưởng đó là đúng rồi, theo những một số cái đơn hàng ấy thì chúng tôi sẽ ghép theo cái yêu cầu của khách hàng. Yeah. Thì chủ yếu là cũng để phục vụ cho các cái nhà máy chế biến gỗ thôi. Yeah. Ghép theo cái đơn đặt hàng của các nhà máy. Vậy là mình cũng có nhận gia công anh hả? Hoặc đặt hàng. Hay là mình bán. Đặt hàng và chúng tôi ghép rồi bán. Có nghĩa là nếu quý vị có nhu cầu về tất cả các loại gỗ, mình chỉ có ví dụ gỗ sồi, gỗ biết, gỗ áp đều có hết anh ạ. Vâng. Chủ yếu là những cái dòng gỗ mà nhập từ Mỹ với châu Âu ấy là nhiều. Những cái gỗ thông dụng như sồi, thần bì, rồi gỗ ốc chó, rồi gỗ bích. Rồi bên mình có gỗ rừng trồng không anh? Bên Tavico thì lại làm gỗ nhập khẩu thôi. Chuyên gỗ Tây. Gỗ nhập khẩu. Chuyên gỗ Tây nhập khẩu chứ không có làm gỗ rừng trồng nha quý vị. Mời quý vị. Xưởng khá rộng. Vì thế quý vị chịu khó. Chịu khó theo dõi của chúng tôi. Đây là một cái xưởng ghép của nhà máy, xưởng sản xuất. Khu vực sản xuất này là diện tích bao nhiêu anh Hà nhỉ? Khu vực sản xuất này là diện tích bao nhiêu anh? Khu này riêng khu này cũng phải cỡ khoảng gần 10 hecta hết cái khu C á. Dạ. Là cũng gần 10 hecta. Đây là khu vực sản xuất của Tavico. Đây là có những cái đơn hàng ấy. Các nhà máy họ đặt và chúng tôi làm ra và giao cho khách hàng dạng gỗ phôi như thế này. Gỗ phôi như thế này thôi. Gỗ này là loại gỗ gì? Gỗ này gỗ tần bì. Gỗ tần bì, ghép kim cương. Rất là đẹp. Đây là nhà máy ghép. Chúng tôi đang ở Thượng Nguyên đấy. Cảm ơn anh. Chúng tôi rất tự hào về một nhà máy tự ghép này thì có ít nhất cũng khoảng là 80% máy của Thượng Nguyên. Và tin tưởng Thượng Nguyên là nhà cung cấp.
mời em đi. Dạ. Năng suất ghép ra một ngày bao nhiêu khối vậy anh? Cũng khá nhiều. 170 khối một tháng. Dạ. Nhưng mà đang mong muốn cải tiến để lên 250 khối. Dạ. Và đấy là cái lý do mà tại sao cũng sẽ đầu tư thêm một số máy móc nữa. Dạ. Để đẩy lên 250 khối một tháng. Dạ. Xinh. Hệ thống nhà máy sản xuất gỗ tại Tavico thì rất là sạch, thoáng mát. Đây là cái sản phẩm mà đang để làm để xuất đi Nhật đây. À, xuất đi Nhật. Gỗ này gỗ gì anh? Cũng gỗ áp. Gỗ áp. À, sản phẩm này là xuất đi Nhật nha quý vị. Gỗ này là gỗ áp. À, chỉ có như thế này thôi hả anh? Làm thế này xong rồi xuất cho họ. À, coi như là giống như là phô nguyên liệu. Còn đây là những cái sản phẩm cũng làm xong cho khách hàng rồi. Đang phải chờ xuất cho. À, cái này là mình cũng xuất khẩu anh hả? Cái này làm cho là một số cái nhà máy nội địa. Ồ, dạ. Đây là phôi nguyên liệu cho nội địa. Rất là đa dạng nha quý vị, rất là đa dạng. Hệ thống nhà máy gỗ ghép. Rồi kế tiếp là chúng ta có một cái nơi. Bây giờ mời Trinh đi sang bên đây là cái xưởng mà xử lý gỗ để làm nhà gỗ ấy. Wow. Và cái này là bên New Zealand họ làm, họ làm cùng với bên Tavico ở bên này. À, qua khu vực bên đây là một cái hệ thống xử lý nhà gỗ, xử lý nhà gỗ và có thể là lắp ráp gỗ. Cái xưởng này thì đang xử lý là cái phần xử lý gỗ thô thôi, tức là bằng cách là họ xử lý bằng cách là công nghệ á, để làm sao mà khi mà mình làm cái gỗ này ra làm cái nhà thì mối mọt nó không ăn, hay là ví dụ như cái gỗ này sử dụng ngoài trời thì mưa gió nước nó không ảnh hưởng. Dạ. Đây là trước khi chúng ta build một cái căn nhà gỗ lên thì chúng ta phải làm rất là nhiều cái công đoạn ban đầu. Đi vào đây. Đẩy. Đây thì từng mã từng số luôn anh hả? Vâng. Từng thanh nó có từng mã ha anh hả? Đấy. Dạ. À, đây là cái hệ thống sấy. Hệ thống xử lý gỗ. Khi mà ra thì các cái sản phẩm gỗ nó sẽ ra như thế này để xuất đi này. Dạ. Thì gỗ này làm để chủ yếu sau này xử lý để làm cái gỗ ngoài trời á. Dạ. Để khi mà nó không bị mối mọt hay là bị nước mưa nó ngấm vào. Dạ. Để ra các cái sàn đấy, cái sàn. Cái này mình xuất đi thị trường Nhật luôn hả? Cái này xuất đi Mỹ. À, xuất đi Mỹ. À. Nguyên liệu gỗ này là gỗ gì anh? Gỗ này gỗ thông. Gỗ thông và một số gỗ cao su. Ồ. À, mình nhập gỗ tròn từ cái này Mỹ gỗ về. Và sau đấy xẻ ra rồi, xẻ sấy. Và cuối cùng là được. Cuối cùng là đóng gói như thế này để xuất đi. Cái này xuất thì anh xuất cho thị trường nào anh Hà? Bang nào của Mỹ anh Hà? Cái này có cái hệ thống, có trong cái hệ thống phân phối. Đây là những cái sản phẩm mà chuẩn bị xuất đi Mỹ, quý vị xem đóng gói tiêu chuẩn của Mỹ thì cũng khá cao. Ở phía dưới là hệ thống xử lý đúng không anh Hà? Ở dưới là xử lý. Hệ thống xử lý, dạ. Ở đây thì đông người New Zealand với quản lý ở xưởng này.
Wow. Mỗi một cái khu vực đều rất là rộng, một cái diện tích. Chẳng hạn như một cái xưởng như thế này thì diện tích nó là 7.000 mấy mét vuông anh hả? Cái xưởng này là coi như là gần 9.000 mét. Ồ, một cái xưởng như thế này là gần 9.000 mét nha quý vị, rất là rộng. Còn ở bên khu vực bên kia là? Bên kia sẽ là cái khu phân phối nguyên liệu, của là một cái chợ phân phối nguyên liệu ấy. Khu vực bên đối diện của chúng tôi là một cái nơi gọi là phân phối nguyên liệu nha quý vị. Thì khi mà ai muốn tới Tavico thì xem thì chúng ta sẽ vào cái khu vực phân phối nguyên liệu. Và muốn liên hệ đến Tavico thì quý vị nêu đâu? Nêu đi rồi xin à? Chào. Chào anh. Các anh công nhân làm việc ở đây rất là vui vẻ, thần thái, lúc nào cũng happy, có một cái phong cách rất là thoải mái, cho nên là chúng ta có một cái năng suất cũng là khá, đạt được cái năng suất thì người lao động thư thái thoải mái thì làm việc cái năng suất nó mới cao. Wow. Đấy thì khi bước ra khỏi cái khu sản xuất bên này thì dọc bên này cũng sẽ là những cái khu để sản xuất nhà. Thì còn bên này, bên trái bên này của anh với em này là cái khu B này, này là cái khu B chuyên phân phối nguyên liệu. Sau khi làm xong thì toàn bộ bên này nó như một cái trung tâm phân phối gỗ đã xẻ sấy rồi đấy. Bên tay trái của chúng tôi là chẳng hạn như B3, B4, B5 là tất cả những cái nguyên liệu đã hoàn thành phẩm, và những nhà máy chế biến gỗ thì họ sẽ đến đây kiểm tra chất lượng anh nè, kiểm tra chất lượng. Và họ sẽ mua gỗ ở đây. Họ sẽ mua gỗ ở đây. Khu vực bên góc bên phải của chúng tôi. Mời quý vị chúng ta vào trong này xem cái. Rồi cảm ơn bạn. Mời anh. Em lấy đi, anh có đây. Đây. Vậy thì trung tâm cung cấp gỗ nguyên liệu hợp pháp ở đây là ta làm khép kín luôn anh hả? Khép kín luôn từ khi gỗ tròn xẻ sấy. Xẻ sấy thành phẩm. Rồi những cái thanh mà bìa trước đây thì ta lại ghép lại. Ta lại hệ thống ta chinh chế lại để làm phôi nguyên liệu. Đây là gỗ mà có những cái gỗ mà được nhập từ nước ngoài về luôn. Thì có những cái mà do Tavico xẻ sấy ra bán, và có những cái mình nhập luôn cái gỗ xẻ sấy này từ nước ngoài về rồi mình phân phối. Đây là coi như là cái sự mà xẻ cưa xẻ với số lượng lớn như vậy mà vẫn không đáp ứng được cho cái cung cấp nguyên liệu tại thị trường Việt Nam và thị trường xuất khẩu. Vì thế Tavico cũng nhập khẩu một số nước châu Âu về gỗ để mà cung ứng cho những cái nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Thì quý vị đã thấy một cái khu vực rất là lớn, 400.000 mét vuông mà chỉ cung cấp nguyên liệu gỗ. Thì quý vị cũng đã biết là thị trường gỗ của Việt Nam chúng ta là rất là rộng. Cho nên lúc đầu chúng tôi cũng đã nói là một trung tâm cung cấp nguyên liệu gỗ cho ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, lớn nhất tại Việt Nam. Và theo tôi nghĩ nếu mà những cái nước lân cận như Myanmar hoặc là Miến Điện hoặc là Lào, Campuchia thì tôi chưa có từng thấy. Tôi không biết là quý vị có biết, có thấy qua chưa, nhưng mà tôi chưa từng thấy một cái nhà máy lớn như thế này. Trong này các cái loại gỗ cũng khá là phong phú. Ví dụ như là có gỗ sồi, có gỗ óc chó, có cả gỗ ash, rồi có cả gỗ bích. Rồi có rất là nhiều như hát maple, rồi là gỗ poplar và gỗ birch.
Nói chung rất là nhiều loại khác nhau và khách hàng hoàn toàn có thể là sử dụng những cái gỗ mà nhập từ Mỹ với châu Âu là có thể đến đây là đều có. Dạ. Như anh Hà cũng đã nói là gỗ ốc chó là walnut đúng không anh? Vâng. Gỗ sồi là white oak là walnut, rồi beech là poplar, rất là nhiều loại, toàn là gỗ quý không quý vị. Coi như là gỗ sồi cũng là 400-500 đô một khối. Rồi walnut thì có những khối lên tới trên cả ngàn đô. Cả ngàn đô. Dạ, ngàn đô, ngàn hai, ngàn ba, ngàn tư thì tùy theo loại. Ví dụ như gỗ walnut này là nhập từ Canada. Dạ. Còn gỗ sồi kia từ Mỹ, hoặc là gỗ sồi bên này là từ châu Âu. Dạ. Thì nó có cả cái nguồn gốc từ nhiều nước. Dạ. Có chứng nhận, cho nên khi mà quý vị mà muốn đầu tư cái nguyên liệu của mình đầu vào để cho hợp thức hóa cho nhà máy sản xuất gỗ thì quý vị liên hệ với Tavico thì có một cái chất lượng và cái nguồn gốc xuất xứ, chẳng hạn như xuất đi cho thị trường của châu Âu thì quý vị yên tâm về xuất xứ. Chẳng hạn như đạo luật của BLEST hoặc là DTCPB. Trước đây tôi cũng đã nhắc ở trong một cái hội nghị diễn đàn tại Hà Nội thì lúc đó anh Hà cũng có tham dự với cùng chúng tôi. Thì quý vị cũng đã biết là những cái chứng nhận xuất xứ khi mà ta áp dụng và ta đã ký hiệp định, anh Hà, ký hiệp định với châu Âu thì ta nên sử dụng một cái nguồn gỗ nào mà để cho hợp pháp. Với hiện nay có một số cái khách hàng thì họ đòi FSC á, trong cái chuỗi thì FSC. Bên Tavico cũng tham gia vào cái chuỗi FSC và cũng có cái nguồn gốc gỗ FSC, nên là khách hàng cũng có những khách hàng mà khi cái khách hàng đặt hàng họ cần cái FSC á, gỗ FSC thì Tavico cũng có. Cũng gỗ. Có luôn dạ. Thì cái thường cái đó là gỗ thông anh hả? FSC. Không, gỗ các nước luôn. Các nước như gỗ cứng này cũng có những cái rừng nó FSC rồi, cái trong cái chuỗi thì bên Tavico cũng có. Cũng có luôn đó. Trước đây tôi cũng có giới thiệu với quý vị là một nhà máy sản xuất có chứng nhận FSC á, thì đây Tavico hôm nay cũng có một cái chứng nhận về FSC xuất khẩu. Thì ngày càng hội nhập thị trường ngành gỗ ngày càng phát triển, nhất là một cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung cũng là làm cho thúc đẩy cái ngành gỗ đó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà chính vì vậy thì ta cũng có một số cái nan giải hơn, thì cái sự cạnh tranh thì lúc nào cũng không bao giờ đứng yên hết, lúc nào cũng phải chạy tới như vậy để cho ta có một cái tìm ra những cái nhà cung cấp nguyên liệu cũng như là những cái nguyên phụ liệu để cho mà nó hợp thức hóa và những cái sản phẩm của ta để ta đi vào cái thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ thật ra thì rất là rộng, quý vị cũng đã biết là ai cũng thích bán cho Mỹ anh hả? Đúng và rồi. Ai cũng thích đi Mỹ cho nên là một cái thị trường rất là lớn. Chính vì vậy mà ta cần một cái nhà cung cấp một cái nguyên liệu hợp pháp thì rất là cần gỗ. Coi như là vào đây là mê vô một cái không gian là gỗ rất là nhiều. Ở đây yên tâm một cái là khi mà các cái kiện gỗ này có từ cái packing list gỗ cho đến cái chất lượng và cái giá chất lượng đến list hàng ấy là nó rất là rõ ràng. Đâm ra khi mua bán ấy là các cái giá cả cũng như là chất lượng gì là đã được đảm bảo trước khi mà nhập hàng vào bán. Anh ơi, vì sao lại có màu xanh, màu vàng, màu đỏ anh? Đấy là cái chất lượng khác nhau đấy ạ. Cái ví dụ như là đây chúng ta đã có từng phân loại, quý vị xem ở phía dưới đây nè, ta nhìn đây nè, đó. Ví dụ như cái màu cái màu này á là cái chất lượng loại C. Mà ví dụ như cái màu xanh kia là loại B. Mà nó có một cái màu khác, màu đỏ kia là màu loại A, thì khi mà người ta nhìn vào người ta sẽ biết là cái loại A và loại B, loại C rất là khác nhau phân biệt, Nhưng mà cùng một loại gỗ, nhưng mà gỗ chất lượng được phân loại ra. Như vậy rất là nhìn vô là ta biết được là chất lượng như thế nào. Anh ơi, nếu ví dụ anh có thể chia sẻ thêm là anh có thể chia sẻ thêm nếu ví dụ quý vị mà cần tới liên hệ với Tavico á,
thì liên hệ qua hotline anh hả? Dạ. Đúng rồi. Bên bên Tavico có các bạn ở đây sẽ có những cái gian hàng và các bạn sẽ quản lý từng cái gian hàng này, nhưng mà khi mà cần liên hệ, cần giải đáp gì thì có thể qua cái hotline của bên hotline của Tavico là số là 1900 2345 19 nha quý vị. Quý vị chỉ cần bấm là 1900 2345 19. Mọi thắc mắc hoặc là liên hệ hoặc là tìm kiếm về tất cả các loại nguyên liệu gỗ, hoặc là muốn gia công, muốn đặt hàng thì quý vị liên hệ qua hotline của Tavico. Và chúng ta có một cái thời gian nào mà để chúng ta có thể mà một cái promotion nào không anh? Có nghĩa là một năm bên Tavico chúng ta có cái promotion gì á, về lúc đó có gì là anh Hà hỗ trợ? Có những cái dịp mà có những cái mặt hàng chúng tôi sẽ có những cái khuyến mãi, có thông báo có khuyến mãi. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay cho cho Thượng Nguyên và cho quý vị tham quan một cái nhà máy với một cái diện tích như vậy. Dạ, chúc Tavico ngày càng phát triển anh nha. Cảm ơn em. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hẹn quý vị và lại một cái video sau. Chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn quý vị.